Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thanh Di đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan Vengeance Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để thêm cho mình nhé. Rồi thì ở đây là chúng ta sẽ vào và tiếp tục là thực hiện những cái chiến thuật của fan ở trong phần Battle Z. À, mình đang hiện tại đứng thứ hai đây với 51 cái vương miện. Chắc là mình sẽ cố đứng thứ hai thôi chứ cũng không thể nào mà lên cao hơn được nữa. Còn tận 6 ngày nữa nó sẽ kết thúc cái sự kiện này cơ. Nên anh em có thể thoải mái mà chơi. Rồi, chúng ta sẽ vào và chơi một cái chiến thuật của một bạn đầu tiên. Cái comment này được tận 13 like của bạn tên là Q Just Draw. Cái gì đây? Tăng sức mạnh cho cây họ đậu anh ơi. Manflower. Trước tiên là chúng ta sẽ lấy cây tăng sức mạnh cho cây họ đậu. Có cây min. Đây anh em ơi, cây min tăng sức mạnh cho họ đậu là có cái này. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp tục là chúng ta sẽ có cây manflower và hành tím. Rồi, manflower phía trên, hành tím, củ hành tím, dĩ nhiên. Củ hành tím level 4. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có đậu kết hợp 5 đầu và shadow pizza. Ha, đậu kết hợp 5 đầu à? Chiến thuật này nhìn trông khá là dị ta. Cái này à, không phải, đây cộng độ 3 đầu. Đây. Nâng cấp lên mất khoảng 4.000 thôi và nó sẽ level 4 luôn nha. Wow, cũng khá là ghê đấy. Tăng đam lên này và Shadow Piercer anh em ạ. Rồi, không biết là chúng ta liệu ăn được không. Cố gắng xem như thế nào đây. Ok, đã có chiến thuật mới rồi. Đậu 5 đầu nha. Đây sẽ là đậu 5 đầu kết hợp anh em ạ. Ghê đấy. Hy vọng là mình có thể chơi được với chiến thuật này. Nào, đặt full cây nha. Nào, ok. Như thế này và như thế này đã xong. Sau đó sẽ là Shadow Pistorter phía trên để slow lại đã thì sau. Cho không có mìn khoai tây nha anh em. Quả này là hơi bị khó chơi nhá. Không phải dễ chơi đâu. Đậu này và đậu tiếp tục này. Rồi, chúng ta sẽ đặt đậu thêm cho nó khỏe hơn như thế này. Hy vọng là có thể đánh được. Ok, let's rock này anh em, chiến luôn nào. Chiến luôn ạ. Cho nó nổ đi. Đấy, ok. Từ từ thôi. Mình sẽ có cái tăng sức mạnh đây. Từ nha. Còn nó chưa ra. Mấy con này chưa ra anh em ơi. Chúng ta sẽ tấn công nó phát luôn này. Đấy, ok. Chúng ta tăng sức mạnh ở đây nhỉ. Có lẽ như vậy. Tăng sức mạnh này anh em ơi. Tăng sức mạnh lên nào. Tăng sức mạnh tất cả lên này anh em. Đậu này. Ủa, chết rồi. Vẫn phá hủy được nha. Chúng ta vẫn có thể phá hủy được. Chưa chết được. Hiện tại là chưa thể chết được. Cố lên nào. Slow lại. Đấy. Như thế này này. Được rồi, Shadow Pistorter chúng ta được rồi. Đây. Chính xác đây. Nó đây anh em. Ủa, không ăn thua luôn. Mình sẽ phải bắt đầu bỏ cái này đi này. Vẫn chưa đủ luôn. À hay, chà, cũng hơi khó chơi. Coi như nó chạy mất rồi. Anh em ơi, chưa kịp đủ đậu ở đây mà nó đã chạy mất rồi. Bó tay luôn. Úi ôi, nó đánh vào như thế này thì trụ thế quái được anh em ơi. Chúng ta chưa biết sẽ trụ kiểu gì đây. Với chiến thuật này thì thấy cũng khá là hay nhưng mà mình thấy là hiện tại là chúng ta vẫn chưa tốt lắm. Nào, vào đây lại. Ui, đậu khổng lồ đấy anh em. Thấy chưa? Đậu khổng lồ này, bắn. Giết được một con, ít nhất phải giết được một con chứ. Đâu rồi? Không ăn thua luôn. Này, vào đây. Có lẽ là ta cần phải bắn lên thôi. Đó, chúng ta hạ xong được cái con boss này rồi. Hiện tại là sẽ ăn được con boss này một chút. Ở phía này. Thêm từ nha. Mình có cái đậu to đây. Tăng sức mạnh lên phát. Chúng ta được khoảng là hơn 600.000. Với chiến thuật này cũng hơi khó. Cảm giác đúng là hơi khó thật. Hơi khó chơi. Slow liếc của chúng ta nó không đủ. Không đủ sức để phải bắn được cái này. Xuống dưới đây. Bắn phát này anh em. Thử phát nhờ. Chúng ta sẽ còn một lần sử dụng cái này nữa. Tấn công này anh em. Tấn công nào. Úi ôi, không kịp đặt. Chưa kịp đặt. Chúng ta sẽ có thêm một cái plan food ở đây.
thêm lần Brentford nữa. Con boss này có chết không? Đấy, đậu to đấy anh em ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Chúng ta vẫn đang cố gắng hết sức để có thể chơi được. Chết rồi, con đậu đã chết. À, cái con zombie đã chết rồi. Còn 12 giây nữa và chúng ta cũng hết sạch luôn. Hết sạch cây luôn. Ok. Đang phát nữa này. Đấy, điền điền đậu 5 đầu rồi, bắn rất là đã luôn đấy. Đã tay luôn. Và chúng ta 1.319.000 với cái chiến thuật này anh em ạ. Ai chà, cũng khá hay nhờ. Yeah. Đây là cái comment của bạn là King Chujos nha anh em. Tiếp tục là một cái comment được xem nào. Manflower Piercer, cây Piercer lửa, cây ớt chuông lửa, lava guava và cây lửa, cây mai lửa. Cây min lửa. Cái nào tăng sức mạnh à? Đúng rồi, mình sẽ dùng cái chiếc vật này nha. Đây được tận đến 12 like của bạn Thắng Xuân à. Ok, chúng ta sẽ làm cái comment này nha anh em. 500 coin này. Quan trọng là mình sẽ được cái vương miện thôi, chứ cái tiền nhất thì mình không quan trọng lắm. Và biết không quan trọng lắm. 1.3 triệu là cũng khá ngon. Tạm ổn. Tạm ổn thôi, không phải ngon lắm. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu này anh em. Ở đây thì mình sẽ sử dụng nó chính là Moonflower, hoa mặt trăng là chính xác này. Piercer lửa. Sáng nay có bạn comment thì mình chưa dùng, hôm nay mình sẽ dùng luôn này. Ớt chuông lửa. Ớt chuông lửa là cái gì? Đây á. Zabaleno á. Là quả ớt lửa đúng không? Ớt chuông lửa. Ớt chuông lửa là cái cây này á. Đừng bảo là cái cây này nhá. Pepper nut nhá. Xì cây này á. Cây này nó thuộc họ gì? Mình không biết là thuộc họ lửa. Chứ này thì rất là khó chơi luôn. Khó. Lava guava. Cây lửa không có tăng sức mạnh đây anh em. Kiểu này thì chắc chắn sẽ được ít điểm thôi. Nhưng thôi kệ, cứ làm theo cái comment của bạn này nha. Lava guava ở phía trên. Đâu rồi? Chúng ta ở đâu? Lava guava ở đâu nhỉ? Chết tiệt, mình quên mất lava guava ở đâu rồi. À đây, lava guava đây. Và cuối cùng là cây lửa, cây mai, cây min lửa. Rồi, đời, tất cả dòng họ lửa ở trong này hết. Trừ Manflower và trừ cây đầu tiên nhá anh em. Rồi, đây gọi là chiến thuật dòng họ lửa. Mình có biết là liệu rằng có được bao nhiêu điểm hay không nữa. Kệ đi, vì lửa không được tăng sức mạnh mà. Lửa trong này không được tăng sức mạnh nhưng mà chúng ta không có slow luôn. Vãi trưởng, này đánh sao? Chắc tầm khoảng 1-200 nghìn thôi. là tiêu đời rồi. Theo mình nghĩ là vậy. Rồi, ok. Nào. Nào, đặt hết lên trên này. Nào, rồi có hết xong rồi đấy. Không còn cái gì nữa. có săn là chúng ta dùng rồi. Cái lửa này nó cũng không có tác dụng nhiều lắm so với cái bọn này anh em ạ. Có lẽ như vậy. Để mình thử xem là nó tác dụng trên nào. Trong cái này chưa có gì cả. Cứ từ từ thôi. Rồi nó sẽ vào bây giờ đây. Đấy. Lava guava anh em ơi. Đốt cháy này anh em ơi. Đốt cháy nào. Không ăn thua luôn. Đó. Tạm thời là nó sẽ như thế này luôn. Tăng sức mạnh cho cây lửa. Tăng sức mạnh lên. Tăng sức mạnh lên. Đốt cháy hết bọn nó. Xem là tối đa được bao nhiêu điểm. Đây, okay. Tăng sức mạnh cho cây lửa đi. Cây lửa đây anh em. Lên luôn. Cho được hơn 100.000. Dùng trước khi bọn nó kịp xuất hiện đấy rồi. Không chết à? Con kia nó chạy mất rồi anh em ơi. Không làm gì được. Con kia chạy mất tiêu rồi. Đâu rồi. Cái lửa thì nó được tăng sức mạnh lên một chút thôi. Không phải không được tăng sức mạnh mà là nó khỏe sẵn rồi. Cái này này. Ui, nó biến to lên. Lava guava anh em. Đấy, không dưới. Bắn nó. Ok. Chúng ta sẽ vẫn có thể hạ được một chút. Mình đang cố gắng tập trung vào cái ba hàng giữa hơn 200.000 đây. Chỗ này được hơn 200.000. Ở đây còn may đấy, hơn 200.000 là còn may rồi đấy. Chúng ta nghĩ còn thấp điểm hơn cơ. Như thế này là còn nhiều điểm rồi đấy. Ủa, nó biến hóa to này đánh sao? Đánh sao đây? Đang đợi lava guava hồi thôi.
hơn 200.000. Úi giời, chạy mất rồi. Không kịp làm gì luôn. Không kịp làm gì luôn. Úi trời 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 trời. Chết thật, lửa là không thể dùng được nha anh em. Hơn 200.000, 274.000. Đánh cho vui vui tí thôi. Này này. Nào, vào đây, vào đây. Toàn lửa là lửa. Tiền thì chúng ta không thiếu lắm. Ui giời. Ui giời, nổ. Độc. Độc, không ăn thua luôn. Còn 30 giây nữa anh em, vẫn hơn được 300.000 đấy. Ai à, bỏ cái này đi. Chúng ta phải để dành cái này chứ. Này, này này. Này này, không ăn thua luôn. Đam không sao mà đánh được cái này. Cho vẫn giữ được một hàng này. Lửa đốt lên này anh em ơi. Lửa đốt lên nào. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy rồi, không như chạy rồi anh em ơi. Mấy con này nó chạy hết rồi. 5 giây, 332.000 nếu dùng cái chiến thuật này nha anh em. Cái này có được kịp không? Không kịp một phát bắn nữa nhờ. Ok, mình sẽ dùng cái common nào tiếp theo đây? À, vẫn chiến thắng thôi. Chúng ta sẽ vẫn được thêm 5 cái vương miện này. Mìn cổ đại, Dust Lover, bí đè, Moonflower, cây tăng sức mạnh cho họ nổ. À, cái này hôm qua hình như mình cũng có dùng cái chiến thuật này rồi. Chơi dừa, Moonflower, Rapper là cái gì? Hành tím, ăn mộ, cuối cùng là Cherry Bomb. Moonflower, Moonflower Bowling, Piercewater cổ đại. Piercewater cổ đại á? Ờ, cái cây đậu. Và Shadow Piercewater. Để xem có chuyện nào mới lạ không anh em ơi. Dưa hấu băng, hoa cổ đại, thôi miên. Cái này rất là khó. Cái này đọc rất là khó hiểu luôn. Lần sau đặt tên viết có dấu nha anh em, để có thể dễ, mình có thể dễ đọc hơn. Sling Pier này, cái pháo này, Bon Choi này, hoa mặt trăng này, Lê Gai này. Ok, pháo này. Rồi mình có thể thử áp dụng cái chiến thuật của bạn Việt Lê xem thế nào đây. Xem nào, có sẽ để mình xem có cái comment nào hay hơn không nhá. Có rất là nhiều bạn bảo để Bon Choi nhưng mà không ăn thua luôn. Bon Choi đây nó đấm cho chết thôi. Không ăn được. Có thể sẽ không ăn được đâu. Mình sẽ dùng chiến thuật nào đây? Có rất nhiều chiến thuật anh em ạ. Ok, mình sẽ dùng cái này. Mình sẽ áp dụng thêm một cái chiến thuật nữa vào trong này nha. Nào, Stunion này. Rồi, thôi mình cứ dùng từ trên xuống dưới đi. Những cái comment nào được nhiều like là mình sẽ dùng trước đã. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái mìn cổ đại trước này. Ok, destroy PV. Mình sẽ dùng cái cây mìn khoai tây cổ đại trước. Đây, mìn khoai tây cổ đại này. Tiếp tục là chúng ta sẽ dùng cái cây lê gai này. Dĩ nhiên, cây bí đấy. Cây squat. Squat này. Hoa mặt trăng. Và thêm một cây nữa. Cây tăng sức mạnh cho những cây nổ. Đó chính là cây này. Như vậy là chúng ta sẽ không có slow. Hình như không có slow đúng không? Không có slow rồi. Hơi khó chơi đấy. Không có slow là nó sẽ vào rất là nhanh luôn. Trước tiên là sẽ là hai hàng này. Như vậy là chúng ta sẽ đặt full cái Dust Lover là cái lê gai. Cố gắng lên khoảng tầm 1 triệu điểm đấy anh em. Đặt như thế này này. Đã xong. Tiếp tục là đặt lê gai ở phía sau của cái cây như thế này. Theo mình nghĩ là ổn. Yeah, có lẽ là sẽ ổn. Xong tiện đào hết cái hàng này đi này. Đào này đặt lên trên này. Bây giờ sẽ là mìn. Mìn khoai tây này. Xong rồi tỉa sử dụng tăng sức mạnh cho mì khoai tây để nó nổ thật mạnh chỗ này vào nhờ. Được anh em ạ. Ý hay. Nhưng mà cần phải để con boss nó vào đã. Boss xuất hiện cái là mình sẽ bắt đầu là đặt nổ luôn. Ok. Hết thế rồi. Hết mì khoai tây rồi. Hết điểm luôn. Rồi. Vào đây nào. Vào đây nào anh em. Cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ đặt nó ở trên này. Dust Cover này. Từ từ đợi. Squat. Đấy, ok. Có lẽ là sẽ vẫn ok, vẫn được, vẫn có thể trụ được. Nó không quá khó khăn. Đây rồi anh em ơi, cho nổ đấy anh em ơi, cho nổ luôn. Chính xác là cho nổ luôn.
Rồi, chúng ta sẽ tập trung bí đè nữa ở đây này. Ây chà 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 chà, ấy chà chà. Cố gắng là để cho nó vào đi ạ. Úi rồi, mất cây rồi. Mất cây phía dưới này anh em. Con kia chết rồi đúng không? Con boss chết rồi đúng không? Dĩ nhiên rồi, làm sao không thể trụ được. Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, đặt cái này phát. Bí đè này anh em, bí đè ở giữa này. Chúng ta cứ tập trung đan lên đây đã. Đấy, thoải mái đi. Từ từ, từ từ, từ mình sẽ cần phải giết nó trước đã. Khó chịu phết nha. Không phải đơn giản để giết được con này. Kích hoạt cái này, kích hoạt cái này, kích hoạt cái này để cho nó chết đi đã. Hai bí đè này anh em. Vẫn sẽ có hai bí đè luôn. Đang cố gắng đặt tối đa mìn khoai tây các kiểu ở đây. Xong rồi đặt đây phát này. Hết tiền à, cho hết tiền luôn đấy. Không kịp hồi luôn. Vẫn 900.000, vẫn có 900.000 nha. Một phát này anh em, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Phía trên này anh em. Bí đè, các kiểu, cho hết vào đây. Rất là đã luôn, cái cây lê gai của mình bán rất là khỏe. Phải nói như vậy, cái này để dành đi. Để dành một chút đi. Để từ từ ạ. Từ từ đã anh em. Squat, squat, squat. Vẫn giết tốt mà. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều điểm, 1.500.000 rồi này. The Slobber, để con boss nó ra cái. Boss nó rồi, không thấy boss đâu cả. Hiện tại không thấy boss đâu. Không thấy boss đâu cả. Đây đây anh em ơi, cho nổ luôn nào. Đấy, đấy, đấy. Lên anh em. Tất cả tăng sức mạnh lên. Chính xác, chính xác, chính xác. Bí đè này 7.000.000 này. Không kịp mà, tại vì chúng ta sẽ không thể nhanh thế được. Cái này nó không hồi nhanh thế được đúng không? Nó chỉ hồi này là tối đa rồi. Khoai tây. Còn 22 giây đây anh em. Bí đè này anh em. Lê gai này. Chỗ nào thiếu cây là mình sẽ đặt luôn vào. Dĩ nhiên. Chết ngay, 2.400.000 này. Vẫn lên được 2.400.000 cả. Cái chiến thuật lê gai thì rất, vẫn rất là khỏe rồi. Khỏe từ xưa rồi. Ôi vẫn còn điểm đấy. Không dùng đi, phí quá. 2.000.000. Chưa kịp dùng anh em ạ, 2.500.000. Vẫn được 2.500.000 điểm. Vẫn tốt, cái lê gai này anh em. Rồi ok, thì mình sẽ chuyển qua phần Pieta Party nhé. Để lấy thêm 5 viên game đó. Xong rồi ta tính sau. Chúng ta sẽ chuyển qua phần Pieta Party. Ở cái phần này cứ dùng lê gai cho mình. Là kiểu gì chúng ta cũng sẽ được điểm cao. Cho ra được 66 cái vương miện rồi. Thoải mái mà chơi đi. Event này, Pieta Party này. Chiến luôn này anh em. Ở đây thì chúng ta sẽ đối đầu với những con lửa. Ai chà, con lửa bằng con boss nguyên thủy. Chưa được sử dụng cây rồng băng này. Ngon. Đã lâu lắm rồi mình đã dùng cây rồng băng đây. Ok. Tấn công luôn. AKEE. Ôi, vãi trưởng thật. Wow. Chưa kịp làm gì mà nó đã vào tận đây rồi. Nhanh vậy. Ok, chúng ta sẽ hạ nó trước đã. Tính sau, ở đây sẽ cần thêm một cái này. Cho chết luôn đi anh em. Từ từ từ, mình sẽ có thể hạ con này. Bình tĩnh. Cho slow lại, cho slow lại. Có chết không ta? Có chết không ta? Có chết không ta? Nào 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 nào, đánh đằng sau, đánh đằng sau, đánh đằng sau. Vẫn khỏe, vẫn hay đúng không? Vẫn rất là hay. Và vẫn có thể là hạ được bọn nó. Rồi, như thế này. Đánh thoải mái đi. Đặt đâu đây? Đặt cái này đi ạ. May mà chúng ta được tăng sức mạnh cho AKEE nhá. Vỡ đầu hết. Ui, con boss lên rồi. Boss lên đây rồi anh em ơi. Ghê đấy. Boss lên rồi này. Slow lại. Chạy đâu? Chạy đâu anh em? Để đây. Giật 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 giật. Giết con boss này trước này. Xong làm gì làm. Ây chà chà, mấy con này nó khá là khó chịu. Ở chỗ này đùa đâu. Slow lại. Cái con nó có cái xô sắt trên đầu này. Cái hình cái tảng đá có xô sắt này. Kiểu nguyên thủy ấy. Quá khó chịu. Ui ui ui. Ghê nhỉ. Slow lại. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Đông thế. Đông vãi cả trường à.
Này thì đông này, này thì đông này, này thì đông này. Cản nó lại đã. Cho này đánh đằng sau này, đánh đằng sau đít này. Cực hay luôn. Chạy đâu? Đấy, bị ăn đấm liên tục cơ mà. Tiếp tục là Akae. Bắn lên trời, nổ. Đáng lẽ nên đặt ở đây này thì hợp lý hơn. Rồi, nó vẫn đợi được một đòn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chết. Slow quá kinh khủng của con cây rồng băng. Cây rồng băng này mua bằng tiền nhá. Primer Wunus, Apple Motor và 1000 coin. Tất cả trong này 4000 coin ở phía trên này anh em. Trên này 4000 coin luôn. Và chúng ta chiến thắng một trận nữa. Cũng hay, kiếm thêm được đó chính là 5 viên game. Trên này có 5 game rồi. Dùng luôn thôi. Đâu rồi? Ở đây rồi. Chúng ta sẽ kiếm thêm 5 game với 2 kẹo ở phía dưới này. Đây phía dưới có 2 kẹo nha. Rồi, và chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plants vs Zombies 2. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.